Hey, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì trong tập ngày hôm trước chúng ta đã rất là may mắn luôn khi mà đã thu phục được hai em Pokemon huyền ảo cực kỳ xinh xò, đó chính là Hoopa và Shaymin nha. Tuy rằng hai em này mình không có cởi để mà bay được, nhưng mà thôi thì cũng tạm chấp nhận được các bạn ơi. Đó, và đây chính là hình dáng của Hoopa nè. Để mình kiểm tra lại kích thước cũng như là kỹ năng của em coi. Em này là kích thước nhỏ, kỹ năng thì có mỗi cái swipe beam là gây sát thương thôi. Cũng không có xịn sò lắm ha. Ê, quên mất, tôi cần phải hái mấy trái apricorn nè để mà làm nhiệm vụ đó mọi người. Sẵn thì mình gặp apricorn mình hái luôn nha. Mình cũng đang rất là cần những cái trái apricorn để mà chúng ta tạo ra Thunderbolt đó. Để mình coi công thức của Thunderbolt như thế nào đây. Ủa? Bây giờ không có thấy được cái công thức gì ta. Apricorn. Đây nè. Công thức. Ở đây đây, hên quá. Vẫn còn các bạn ơi. Còn apricorn màu đỏ, màu đen và màu trắng ha. Ok. Tôi sẽ lưu nhớ những cái màu đó. Hiện tại thì mình đang khá là còn Thunderbolt đó các bạn. Để mà sau này á, những cuộc phiêu lưu của chúng ta nó sẽ đỡ bị cực khổ hơn. Ấy, bên đây có màu hồng nè. Qua hái luôn. Sẵn làm nhiệm vụ luôn các bạn ơi. Ui, chết rồi, một trái apricorn nó rớt ở trên rồi. Thôi, kể đi. Thôi. Tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi lên đường nha mọi người ơi. Ui, gì đây? Ngon lành cành đào luôn. Đây là một tấm phim các bạn ơi. Tập ngày hôm trước mình đã có được cái item finder này rồi. Cái rìu chắc tạm cất đây đi. Cúp cũng cất đây luôn đi ha. Rồi, mình chỉ lấy những cái món vật phẩm còn thiết ra thôi. Item finder này thì chúng ta có thể dùng để mà tìm kiếm được những cái Pokéjet nè, Ultrajet cũng như là Masterjet đó. Rồi, để mình tới mình coi cái cột sáng này là cái gì nha. Wow. Ui, có vẻ như là một em Pokemon cổ đại các bạn ơi. Đây là một cái đen. Để mình coi. Em này hệ nước hả? Hệ nước và hệ đá. Nếu mà cho kem rúp ra thì rủi ro không ta? Thử một phát đi các bạn ơi. Liều ăn nhiều vậy. Đây là Kabuto nha các bạn. Wow. Pokemon hóa thạch. Mình sẽ xài chiêu Rock Slide thử nha. Đây là một cái đen Dynamax nha. Các bạn nhìn kích thước kìa, to vãi cả chưởng. Chắc chúng ta cũng có cửa để mà đánh thắng được Kabuto đó các bạn. Cố lên là được. Đó, em rút máu rồi kìa. Còn tầm 54% thôi. Rock Slide phát nữa coi. Snorlax. Trời, đọc muốn léo cái lưỡi tôi luôn á. Snorlax. Em này Dynamax lên to vậy. Trời ơi, to kinh khủng khiếp luôn. À, còn 50%. Có xuống máu nữa không? Đây rồi, 37%. Rock Slide phát nữa nha các bạn ơi. Hy vọng là mình có thể đánh bại được cái đen đầu tiên. Ôi da, em này hồi máu hả? Cái gì vậy? Ui, nổi không? 10% rồi. Dánh cứu tỏi rồi. Đây ơi, chúng ta đã đánh bại được một cái đen 3 sao. Và em này rớt cho mình Red Candy. Ngon. Candy size L luôn. Cũng như là Waterstone hả. Mình sẽ bắt em này bằng Woodball nha. Bắt thử coi. Ui, một em Pokemon đã. Trời ơi, không được rồi. Thôi, không được thì chúng ta nhận đỡ những cái phần thưởng của em vậy. Tưởng là bắt được một em Pokemon có khả năng Dynamax đầu tiên chứ. Nhưng mà không ạ. Cái trái berry này thì chúng ta để dành nha. Ui, có raspberry nè. Ui, cái gì đó kìa. Gai. Trời ơi, trên sa mạc nó có gai các bạn ạ. Bên này có một cái giếng. Ấy, một ngôi làng nè các bạn ơi. Đây rồi, ngon lành cành đào. Trời, từ khi có cái xe đạp hả, tôi di chuyển nó thoăn thoắt à. Để mình xuống mình coi cái giếng này nó có gì hot không nha. Đây, một cái Masterjet.
ba la. Ui, được so deal. Ồ. Cái này có liên quan gì đó tới Latias và Latios nè. Cái gì vậy, cái gì vậy? Gì mà xuống đây kiếm tôi vậy? Đây là em rambling nha các bạn ơi. Đấu luôn nha. Tôi đâu có ngại đâu. Đây nè. Phun lửa phát nữa coi. Dánh cứu tỏi nha. Giỡn với tôi hả? Rồi. Sẵn thì mình đi vào trong mình hồi máu luôn. Hình như mình đang thiếu. Mình biết mình thiếu cái gì rồi. Mình thiếu một cái đôi giày để mà chạy nhanh các bạn ạ. À. Chúng ta sẽ còn Urinin Boot nè. Và lông chim thì đã có. Da hả? Da chúng ta có chưa? Chưa có đủ da rồi. Còn da và sắt. Thôi. Tạm thời đi vào đây khám phá ngôi làng này trước đi. Sau đó là tính tiếp nha. Hello chị y tá. Lâu rồi không gặp. Để mình đổi cái PC màu hồng này cho chị y tá đi. Đó, PC màu hồng này mới hợp với chị y tá. Mình chỉ lấy màu đỏ thôi nha. Rồi, hồi máu cái coi. Đó. Mấy ngôi làng này nó khá là hiếm đó các bạn ơi. Nó hiếm ở đây là mình đi xa mới gặp thôi đó. Nên là gặp là phải hồi máu liền. Ồ, đây bán cái gì đây? BB Max. Quán Ultra Ball nhưng mà rất là đắt tiền nha. Rồi, cái BB Max này thì rất là cần chúng ta đó. Rồi, sau này còn quay trở lại đây nha. Giờ để mình lên tầng mình dọn dẹp đồ cho cái cửa hàng một cái mall này chứ. Đây, thêm một cái Master Chest nữa nè. Trời ơi, được Destiny Knot đó. Không có xịn lắm. Thôi, dọn đỡ mấy cái rương đi. Rebit Ball. Ngoài ra còn có Ultra Ball nữa nè. Đồ nhiều nha. Dust Ball, lấy luôn. Lấy vội chứ. Rồi, để mình sẽ tạm cất mớ bóng vào đi. Chúng ta chứa bóng ở một cái chỗ riêng á. Đây. Đó rồi, đó là xong. Để mình lấy cái tờ nhỏ này luôn nha. Đó. Ngon lành cành đào liền. Rồi, xương xương là được thêm mớ đồ rồi đó. Rồi đó. Trời ơi, sau khi bán xong chúng ta được tầm 13.000. Miếu mớ có hơn không? Ê, trong này là cái gì đây? Đất sét hả? Nhìn đẹp vậy. Wow. Một cái kiểu kiến trúc gì đó khá là lạ các bạn ơi. Lấy thêm tí bánh mì ra đi. Dự phòng các bạn ơi. Hello. Trên đây có rương không? Rồi. Đi cầu thang chóng mặt luôn nha. Được một cái rương nè. Đê, nước chanh. Lemonade. Thôi cũng được. Rồi đi xuống các bạn ơi. Đi cái cầu thang này tôi muốn tiền đình luôn á. Em bỏ cái mon gì đây? Đây là Wimpot hả? Em giống bỏ vậy. Phía bên đây có những cái đấu trường và những cái sạp bán đồ. Đấu trường này mình nghĩ là bây giờ mình chưa đánh lại đâu ha. Wow, đồ đạc nhiều kinh khủng khiếp luôn. Số còn lại chắc đem đi bán quá. Trước mặt mình đã xuất hiện một cái Ultra Wormhole rồi nè. Đây là cái cổng để mà dẫn qua cái thế giới Ultra đó các bạn ơi. Bây giờ thì line up của mình nó cũng hơi yếu á, nên là mình cũng chưa dám đi qua bển. Nguy hiểm lắm. Đây là Nest Ball, dùng để bắt những Pokemon level thấp hả? Chuyện gì? Hôm nay có cái gì đây? Lại thêm một mớ Rebit Ball và Safari Ball khác nữa. Ở đây mình thấy có một cái Silver Location nè. Cái này hiện tại thì mình chưa có tìm hiểu công thức của nó. Có ảnh hưởng, có tác dụng gì không? Đó chắc tìm hiểu sao vậy? Hello, trong này có gì không? Enson hả? Lấy luôn đi. Ngoài ra nó còn một cái bộ PC đi nữa. Wow. Hết rồi. Ủa cái gì mà khám phá nhanh quá vậy? Ủa nhà này có tầng mà. Sao mình lên tầng không được nhờ mọi người nhờ?
Trời ơi, hình như nó bị thủng tầng rồi. Tìm một cái Bokelut hả? Tính ra Bokelut nãy tôi vừa làm xong luôn á. Giờ nó mới xuất hiện nhiệm vụ. Ê, đây đây đây, Sandred. Sẵn sẵn tôi đang cần tí da luôn. Làm Sandred luôn nha các bạn ơi. Cùng lửa coi. Bây giờ Charmeleon của khá là đau rồi đó. Được hai miếng da hả? Ok, mình sẽ farm thêm hai da nữa để mà làm một cái đôi giày cho nhanh nha các bạn ơi. Tiếp tục phun lửa. Wow, hiệu ứng chiêu khá là xịn sò nha. Rồi lần này chắc là phải phun lửa một lần nữa rồi. Không có xài cái chiêu cào được. Video xuất hiện kìa. À đây luôn. Trời, tôi không để ý. Hideo, hello. Quá là xịn sò luôn các bạn ạ. Chưa gì mà gặp được thêm một em nữa là thấy ngon rồi nha. Sẵn thì mình chưa có Pokemon hệ nước luôn. Mình cho kem rất là chọn đi. Liều ăn nhiều nha. Quả đầu tiên mình xài đó chính là Woodball. Vẫn là Woodball thôi. Tỷ lệ nhân 5 lần mà. Nhưng là cứ xài thoải mái các bạn ơi. Và ui. Rồi. Hả? Em cho một chiêu dẫn của tỏi. Trời ơi. Mình xài sai beam thử nha các bạn. Hy vọng là không hẹo. Ủa? Ủa? Sao không có sát thương gì hết vậy? Trời ơi, 12% máu. Thôi, thôi, tôi bắt luôn. Mình sẽ bắt ẻm bằng Safari Ball nha. Đang ở trên cái vùng đồng cỏ, nên là cứ xài cái quả này nha các bạn ơi. Không được thì cũng kệ thôi. Rồi, cứ nhẹ nhàng tình cảm với ẻm thôi. Safari Ball tiếp nha. Chúng ta sẽ tiến hành spam Safari Ball. Quả thứ hai. Sai chậm chậm nhưng mà chưa được các bạn ơi. Đánh hụt bà cũng đau lắm nha. Tiếp tục quả Safari Ball thứ ba, hy vọng là được. Ôi cha, rồi tôi nghe cái mùi là hụt ba sắp dảnh rồi đó. Để tôi hồi máu cho hụt ba cái đã. Hyper Potion đi, hồi lại 120 máu nè. Này đánh đau á chứ. Rồi, mình sẽ spam cho đủ 5 quả nha. 5 quả Safari Ball trước đi. Em này mà ở dưới nước là mình xài Dive Ball rồi đó. Vẫn không được các bạn ơi. Lần này là chúng ta thu phục khó nhằn hơn cái lần trước nha. Video vẫn chưa được. Chà. Đau vậy, cấu máu đau quá nha. Tôi xài Ultra Ball luôn luôn đi. Còn 12% máu thôi. Ultra Ball đỡ vậy. Nhiều Ultra Ball mà, spam thử coi. Này, cùng hy vọng nào. Ý cha, khó quá các bạn ơi. Ultra tiếp tục nào. Khó quá ta. Chắc phải đợi trời nó tối tối một tí đi. Rồi mình xài Dust Ball. Đó. Những cái khung giờ này là những khung giờ đẹp để mà chúng ta xài Dust Ball đó các bạn ạ. Hiện giờ đang thiếu Thunder Ball á. Nên là quá trình thu phục Pokemon như mình nói là nó rất là khó luôn. Một quả Dustball thử. Đó, trời đang chập tối rồi kìa. Biết đâu được. Mình nói mà thấy chưa. Đó, nếu mà không có Thunderbolt thì Dustball nó cũng rất là lợi hại luôn đó các bạn ạ. À. À đây rồi. Ấy, nhầm.
À đây rồi. Video. Wow, em này có được hai chiêu Akaset và Purple Beam. Kích thước là kích thước là bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là em này tăng tấn công đặc biệt. À, rất là xịn sò cho chúng ta luôn. Thôi để mình đi ngủ một phát đi. Để cho cái dàn Pokemon của mình á nó hồi phục. Ê, bên kia có một cái nhiệm vụ màu vàng kìa. À, chúng ta sẽ cùng tiến đến để mà nhận thêm nhiệm vụ nào. Hello, nhiệm vụ gì đây? Tìm một cái temple hả? Ok. Temple, ấy trời ơi. Gõ cái gì tùm lum hết à? Temple Quest. Đó. Mình đặt vậy để sau này dễ quay trở lại đây để mà trả nhiệm vụ nha các bạn ơi. Ui, bên này mình thấy một em. Đây là Don Leaf. Không biết em này có mạnh không nữa. Nhưng mà khoan, chúng ta sẽ tập trung. Xa xa có thuyền các bạn à. Trời ơi, tập này đi làm hải tặc được không ta? Thôi thì tôi đi thách đấu cái đen này nha. Em này là Pokemon hệ bay và hệ lá. Còn gì tuyệt vời hơn bằng cách sử dụng một em Pokemon như là Kamrup solo luôn. Đó, đây là Skip Lum nha các bạn. Wow, to chưa? Lava Plum thôi. Em này xác định với tôi nha. Không biết sống qua đường tên không nữa. À quên, khi mà Dynamax lên thì cái lượng máu nó tăng rất là cao. Đúng rồi, sao mà sống qua được một tên. Và chúng ta được kẹo kinh nghiệm Saimer. Và đây là Amoraid Orb hả? Cái này thì mình chưa biết công dụng. Chắc sau này phải tìm hiểu quá. Bây giờ Bitsumen nó có rất là nhiều cập nhật đó mọi người ơi. Trời ơi, bắt Quick Ball không được luôn. Bây giờ sao bắt khó quá vậy? Đi qua đấu tàu hải tặc luôn các bạn ơi. À gì? Ý, đây đây đây. Bạn thấy không? Cái item filter của mình nó đã phát hiện được một cái vật phẩm gì đó rồi. Từ nha. Mình thử mình rà thử coi. Thứ này đúng không? Ở đâu ta? Ở đâu ta? À đây đây, các bạn thấy chưa? Poké chết. Đó, đây nè. Rồi chúng ta được heal ball nè. Ồ, nên là đó chính là cái công dụng của item filter đó mọi người ạ. Ui, nói vậy thì như là mình đã xong cái nhiệm vụ Poké Loot rồi đó. Mở quest lên coi. Đây nè, Return to Hilda nè. Giờ tôi không biết Hilda ở đâu nữa. Thôi, đi qua bên cái tàu hải tặc kia. Coi nó có cái gì đây nha. Không biết xem bên nó còn có tàu thuyền ha. Mới vậy. Wow, tàu gì đây? Nhìn xịn sò chưa? Có khoang lái, chi khoang lái đàng hoàng nha mọi người ơi. Đi vào trong này được không? Chỗ này không đi được nè. Ồ, một cái tàu mắc cạn. Có beetroot nè. Ui, có HP up. Ngon vậy. White flu, yellow flu. Ồ, những món vật phẩm này để làm gì vậy ta? Mới vậy, mới vậy. Chỉ có một cái rương thôi. Hay là nó còn đang bị chìm ở dưới đây ta? Mình thử mình đào coi. Đó, biết ngay mà. Spawn. Ủa các bạn thấy không? Ui trời 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 trời. Trong cái phiên bản mới này á thì mình có chỉnh lại cho mấy em Pokemon của mình á. Mấy em Pokemon á nó sẽ spawn liên tục hơn. Nhưng mà cái tỷ lệ bắt thì nó giữ nguyên thôi. Tại vì đại khái là mình không có nhiều thời gian á. Từ từ nha, mãi nói quá, biết tin ở đâu rồi.
Ai biết tên này đây. Này, thêm một em nữa, liệu có quá đáng lắm không khi chúng ta có thêm một em Bettini nữa mọi người nhỉ? Bettini đúng không? Chà, rồi thử luôn nha. Trận chiến bắt đầu. Whitburn ra trận. Hay bây giờ mình chờ tới tối rồi sao mình bắt nữa nhỉ? Whitburn. Ơ, à, trời ơi, vẫn được đó chứ. Ui, em này đến đánh em Cam rất mình đau nha. Mình sẽ chiêu Rock Slide thứ coi. Không ổn lắm. Video sẽ là người ra trận. Xài Bubble Beam đi. Chắc không hẹo đâu. Đó, cấu máu được nha các bạn. Akoset thử coi. 61%. Để mình coi thằng này sẽ tốn bao nhiêu. Đâu đó tầm 15%. Mình được 3 shot nữa. Cố lên. Legendary. Hàng xịn đó các bạn ạ. Không phải hàng lõm đâu nha. Akoset. Tini. Siêu dễ thương luôn. Rồi, vẫn được một tên nữa nha. Cố lên. Trời, tôi tính nói là được một tên nữa nhưng mà em này có vẻ là hơi mạnh. Để mình revive cái em Kido của mình coi. Dẻo dẻo. Ủa, đánh sai mình đau vậy? Thì mình cấp 70 mà quánh như con luôn. Sẽ lên mình này. Lên mình này. Hồi 70 máu à. Ổn ta. Ôi, đánh đau điên luôn các bạn ơi. Thôi. Đổi người. Video vô tiếp nào. Trời ơi, nó quánh mà. Chịu không nổi luôn á. Hồi máu một cái đi. Liều ăn nhiều các bạn à. Akashet, hy vọng không hẹo nha. Hy vọng. À, 4,6%. Rồi, đây rồi. Để mình coi trời hiện tại đang buổi trưa hay là buổi chiều vậy ta. Nhưng hình như sắp chiều rồi, sắp chiều nữa rồi mọi người. Ủa, ta bon đi. Trời ơi, ngại gì. Tầm chiều tới tối là mình chơi Dust Bowl nữa là đẹp. Trời ơi, giờ chỉ có việc là sợ không có đủ máu thôi. Chứ cái vụ mà bóng á, thì mình hơi nhiều đó. Bóng để mà bắt á, thì nhiều lắm nha. Mà sợ không đủ máu nè. Em quánh ghê quá. Ủa, các bạn thấy gì không? Sự kinh khủng không? Thôi, hồi máu cho Simon đi. Để bút máu rồi các bạn ạ. Có cơ hội. Cố lên. Dustborn thôi. Trời tối rồi. Cũng tiếp tục là Dustborn nha. Chưa được. Ui, chảnh lương xe minh của tôi rồi. Bó tay thật rồi các bạn ạ. Thôi thì mình nghĩ là chỉ còn cách này thôi. Xài pawn để mà spam thôi các bạn ạ. Hiện giờ cái sức của cái layup của mình á, đấu không lại với Tini này rồi. Em này là... Trời, đứng lại. Chạy nhanh quá vậy. Trời ơi, em này em chạy ghê quá. Mình tính tiến hành nhốt em này xuống ở dưới tầng á. Thì may ra các bạn ơi. Đây rồi. Respawn mất tiêu rồi. Ây da. Trời ơi, thất bại đầu tiên của chúng ta mọi người ạ.
Thì chúng ta sẽ đi tiếp tục. Phiêu lưu tiếp tục nào. À, đây rồi, cái đen hồi nãy giờ lại xuất hiện. Một trong những Pokemon khá là xịn sò đây. Một cái 5 sao hả? Thôi cho Kirio ra trận đi. Chứ cái em hút ba của mình nó có mỗi sai pin mà mình cũng hơi sợ. Đây là Alakazam nha mọi người. À, bắt được em này thì thôi chứ còn gì bằng. Nhưng mà hy vọng bắt được, tại vì đây là một cái đen 5 sao, đen căng lắm. Rồi giờ chúng ta tiến hành đi hồi máu đi, đánh chắc mọi người, đánh chắc. Đó, hồi máu cứ đã, quánh tiếp nha. Nó có những cái vạch trên đây mình cũng chưa có tìm hiểu cái vạch này là cái gì nữa. Đây, giờ nó thành ba vạch rồi nè. Úp pin cho em xác định luôn. Úi da, dãnh của tổ Kido của mình rồi. Mấy em còn lại làm việc đấy không? 18%. Cố lên, cố lên, cố lên. Hy vọng là được nha. Mười ba phần trăm thôi, một chiêu nữa thôi. Đấy, dánh củ tỏi rồi. Wow, em này rớt cho mình Ability Capsule Dynamax Candy. Ui, kẹo Dynamax hả? Lần đầu tiên mình thấy cái này đó. Mình sẽ bắt bằng Woodball luôn đi. Lắc một lần, lắc hai lần, lắc ba lần và ơi hoài luôn á. Nãy giờ chưa có phát nào mà nó thành công, mình vẫn chưa bắt được một em Pokemon nào đó từ một cái đen mọi người ạ. Thôi chúng ta sẽ đi qua một cái đen khác đi. Zoroark ngon, quánh tiếp luôn. Mới quánh bên kia xong đó rồi, nãy quên hồi phục máu cho Kido rồi, ngẫu quá. Lava Lum thử coi. Zoroark với tôi. Wow, em này đang nước mắt lên nhìn đẹp quá mọi người. 50% thôi. Được nè, được nè, có khả năng nha. Lava Lum phát nữa coi. Ba mươi bảy phần trăm mà. Rồi tiếp tục nào, và dính của tỏi nha. Cái đen đây này, bên 4 sao thôi. Tỏi rồi, bắt bằng Dust Ball thử coi. Bây giờ Whip Ball tôi thấy thất vọng quá. À, ấy rồi. Ha, chúng ta lại thêm một cái môn xịn xò nữa, đó chính là Zoroark nha mọi người. Đây, Zoroark. Để mình kiểm tra coi. Uầy, các bạn nhìn nè, Dynamax level của em nè khá là cao chứ bộ, còn hai vạch nữa là full. Em này bị một cái là trừ speed, kích thước thì huge. Yêu thì có được Night Slash nè, Night Dash, Crush. À, sẵn tôi quay trở lại đây để tôi bán. À đây, nhiệm vụ một cái loot. Ta là xong. Cho 4 vàng. Cũng gọi là được hết chứ. Nãy mình mất cái em Vitini là mình stress trầm trọng rồi đó mọi người ạ. Hơi buồn rồi đó. Bán nắm nè, nắm được tiền phết đấy. Relic Band này được 20.000. Béo bở đấy. Cái này Relic Statue này được 35.000. Là tượng cổ đại mọi người ạ. Bán phết. Thôi, tôi lậm vội. Awakening vài game bán hết luôn. Từ xưa mình có từ 81.000 rồi. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Cái này nhìn nó ảo ma vậy. Ê ê ê, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Manibus hả? Đổi Pokemon ngay. Em đúp đi.
da, cũng đau đó. Whitbon thử coi. Mình đang còn một em Pokemon biết bay mọi người ơi. Em này là không thể nào mà không bắt được. Whitbon. Ờ, trời, chủ thành công luôn chứ. Nó là hơi ảo á. Trở thành chim nướng thử coi. Ui ui, quá ghê vậy. Mà mình cấu máu tạm vậy. Ê, đứng lại. Ơi, đứng lại. Bay đi đâu rồi? Bay thấp thôi. Trời ơi, bay cao quá. Trời ơi. Đây rồi. Chơi mà chạy. Chơi gì hèn quá vậy? Chạy với tôi nè. Chạy đâu cho thoát. Whitburn. Và lần này chưa được. Chưa được mọi người ơi. Nhưng mà không sao, chúng ta gắn được. Cố lên. Bút bột im phát nữa coi. Mình sợ em này em chạy quá à. Có một phát nữa đi. Chắc không sao ha. Ok, như đây máu. Ấy, mình thấy nó vẫn chưa được đó. Hay là một phát nữa đi. Ok, rồi, lần này thì chúng ta dùng những cái bon khác thử coi. Ultra bon vậy. À, feeder bon. Ờ nhờ. Có cái bon thì bay mà. Mình quên mất quả này. Ui ôi, không được nè. Ui, không được mọi người ơi. Thôi thì không nên cứng đầu. Tại vì chúng ta còn có feeder bon nào nữa đâu mà quăng. Ultra bon đỡ đi. Và ơi. Trời ơi. Còn có nhiêu đó máu mà ultra bon không được luôn. Em này ghê gớm quá vậy. Và trời ơi, chưa được luôn nè. Căng nha, căng nha. Cứng đầu ghê á chứ. Mandibus. Này là em cần cờn ăn xác hả? Và lần này thành công rồi nha. Trời ơi. Làm tôi hú hồn nãy giờ. Đi ngủ một phát đi. Đây rồi, đây rồi. Là một ổ bánh mì buổi sáng. Ủa, một ba mình sao chạy bên kia. Tại cái line up của mình thì chắc cho em Shaymin vào đi nhờ. Để cho giảm cấp của Pokemon xuống. Em này, ui lại thêm một em trừ spec nữa. Kích thước thì khổng lồ đó. Trừ tốc độ nè. Nhưng mà tăng cái phòng thủ đặc biệt mọi người. Chiêu thì có được hai chiêu. Blood Gust. Hèn chi nãy em lao quá lao rồi. Kiến trúc gì đây? Phải có cái rương nè. Gì vậy? Muối hả? Này có thể bán cho shopkeeper được nè. Giờ bấm C nè để hạ độ cao nè. Rồi ok. Muốn tăng độ cao thì bấm về giúp cách. Cách với lại C. Wow, cái cách bay bây giờ nó rất là phức tạp nha mọi người. Đó, lên cấp liền. Zubat nè. Dành của tỏi luôn. Đó. Ơ, em này em gì vậy mọi người? Nhìn đẹp quá vậy? Ơ, Pokemon gì á mọi người ạ? Ồ. Wow. Cái lần này mình gặp khá Pokemon mới nha. Đây là Espata. Whitbon thử coi. Và
Trời, tưởng được luôn á chứ. Tưởng nó dễ vậy. Này, thử chiêu rock slide thử coi. Trời ơi, quánh đau vậy. À, có Z thử coi. Em này đánh đau nha. Mình xài cái chiêu Grab thử coi. Nên xài những chiêu nhẹ nhàng như này thôi. Chiêu mạnh quá thì mình nghĩ là sẽ bị hẹo luôn á. Cũng hơi mạnh rồi đó. Grab cái nữa coi. Rồi được rồi, được rồi. Nhiêu đầy máu là quá đủ cho chúng ta nha. Giờ thì tới công cuộc là đi thu phục em này thôi. Ultra Ball ra trận. Wow, em này nhìn đẹp vậy. Và trời ơi, chưa được mọi người ơi. Hơi căng. Rồi. Chưa được thì bây giờ được. Gì đâu mà căng thẳng. Ultra Ball thêm một quả nữa coi. Và lần này, trời ơi, chạy đâu cho thoát. Sao mình quay Pokestop luôn nha. À, còn một em khác xuất hiện nữa nè. Hello, em này cấp 48 thôi. Tí mình về mình kiểm tra là cái em Sparta đó sao. Đi quay Pokestop cái đã. Ngoài ra còn có một cái rương. Giấu đâu rồi? Ủa, như đây thôi hả? Còn rương chứ. Biết ngay là dấu mà. Rồi, mình coi thử em Sparta này. Pokemon hệ tâm linh. Được. Psybeam, Realpack, Pack và Papidon Eye hả? Kích thước chuẩn nhưng mà có một cái em này đang bị ngặt, đó chính là rộng cái tấn công nhưng mà trừ tấn công đặc biệt. Trong khi chiêu thì xài tấn công đặc biệt mọi người ạ. À, có hai chiêu tài chiêu tấn công thường nè. Ở đây có mấy cái kiến trúc gì đó khá là lạ. Ui, mình thấy có rương nè. Xuống thử coi. Ô, cái gì đây? Ô, kho báu hả? Ô, mình được cái bản đồ kho báu gì nè. Ui vãi. Rồi bây giờ làm sao để tới kho báu này đây? Nó có hướng gì chúng ta. Xịn nha, xịn nha. Được á chứ. Mình nghĩ là thử coi. Realpack cái nè. Trời ơi, cái gì mạnh dữ vậy Butterfly? Em này cấp 58 mọi người ạ. Whitbon đi. Em này khả năng phải dùng Heavy Ball mọi người. Chứ không ăn thua lắm. Lava Plum thử cái coi. Ôi không nổi luôn. Medipus. Mình xài chiêu Flood này thử coi. Đâu đường tí nè. Có vẻ như là Manipus tăng được. Mình dùng thử Dust Ball thử nha. Trời, nó chập tối rồi. Thử sức miếng. Có lên. Và lần này ui, không được rồi. À, em xài Sorden hả? À, anh em này không có tấn công cao hơn được. Tại vì em Manipus mình đang bay. Ha. Mới nói xong á. Mình xài thử quả Ancient Heavy Ball nha mọi người. Với phần lan này thì chắc kích thước nó đang khá là to nè. Ancient Heavy Ball thử coi. Ngon lành. Ủa, bình thường có những cái barrel mà, này không thấy ta. Raikou xuất hiện.
Ôi chà, Right Kill mọi người ơi. Trước mắt là chúng ta phải còn kiểm tra coi bên này có bán Thunderbolt hay không. Bán Diabolt nè mọi người ơi. Ultrabolt cũng bán rất là rẻ luôn. Cái gì nữa, cái gì nữa đây? Kiếm chuyện với tôi đúng không? Em này núp cái gì tôi thấy rồi nha. Núp hả? Cấp 70 nha các bạn ơi. Hồi nãy hụt với Tini rồi. Lần này chúng ta phải cố gỡ bằng Raikou nha. Whitbone ra trận. Và tưởng được luôn thì nó mới ảo á. Nhưng mà chắc mình xài cái chiêu Mega Horn phát thử coi. Cũng đau quá. Đau quá chứ. Ây da, hai hit làm lấy đi 49% máu là cũng ghê gớm á mọi người ạ. Ôi chà, ôi chà. Lần này thì mình không có dám dùng ấy nữa. Trước mắt là mình đi hồi máu đi. Hồi máu cho Buffalo trước đi. Ok, chắc bắt luôn quá. Trời, Rebirth Bond của mình nó nhiều quá ha. Chắc tí bán cái loại bond đó để mà lấy tiền quá. Ultra Bond đi. Ủa, trời, nó chậm chậm, mình cứ tưởng được mọi người ạ. Mà không, không dễ như mình nghĩ. Tiếp tục là Ultra Bond nha. Chà, vẫn chưa được nha. Hơi căng á. Rush phải coi. Rush phát nữa rồi. Ok, mình nghĩ là tạm ổn rồi đó. Giờ thì mình sẽ tiếp tục spam Ultra Ball nữa nha. Đáng lẽ là mình bỏ em Cam Rup ra thì nãy giờ là mình không bị chịu những cái sát thương này rồi. Trời ơi. Ơ, chấm chấm rồi. Và yes. Trời ơi. Cuối cùng ngày này cũng đã tới. Ủa, nhiệm vụ gì đây? Ok. Ngon lành. Thế là giờ có Pokemon đã cưỡi rồi mọi người. Khỏi cần đi xe đạp nữa. Ui trời ơi. Em này đang hơi không có ngon đối với mình nha. Xài được hai chiêu là Thunder Shock và Pie. Nhưng mà cộng tấn công trừ tốc độ. Trong khi thế mạnh của nó là tốc độ ạ. Đúng đời luôn. Nhưng mà không sao. Nguyên mớ có hơn không nha. À, nhìn chạy nè. Ui bên này có bán Fastball. Rồi gì mà tôi không để ý. Ồ, Pokemon Shiny. À, hello, đây là Honest mà nha mọi người. Hàng Shiny, hàng Shiny. Lâu quá rồi, chúng ta mới gặp được một em Pokemon Shiny nè. Quả Whitbon cuối cùng của mình. Và lần này đã ngon lành. Em này là Pokemon kiếm hả? Shiny. Trừ ác thắc nhưng mà tăng cái defense hả? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video lần này. Nếu các bạn thích video, đừng quên cho mình một nút like, đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.